đi với Z vỡ mồm rồi. Tao lấy điểm hút máu phép làm gì, thích thì lấy. Ui, nó lấy bảng gì đây? 5% thời gian hồi chiêu, 18 đam là 15 đam à. Đâu phải đâu, tay dài nó mổ hù tôi. Khó rồi, Z nó hai búp là khó rồi. Bà mà ở đấy kìa. Anh còn tốc biến à? Còn tốc biến còn thiêu đốt luôn mới ghê chứ. Tưởng nó xài một trong hai cái rồi. Nãy nó chưa xài cái nào hết à? Trời ơi, chưa chết luôn kìa. No. À, cũng được.
Nãy mình mất tốc biến kiệt sức rồi. Nửa cây này con cờ hó. Còn W, không còn W mà bố láo. Mày như nào? Mày như nào? Hai thằng mày luôn. Hai thằng mày luôn. Gắn mẹ. Hai búp rồi được mẹ là con gắn nữa bay. Khó chịu vờ là. Đợi cái sức có đã, nó ulti chết. Ngon. Nhìn là thấy chết rồi, kệ bà nó. Lên đồ đếu cho con Z giết. Lên đồ cục. Đó, mày ngon mày giết họ bố mày cái. Ừ, giết gà thì các bạn cứ vô đánh đi để biết nó gà hay không. Bố mình lên đồ này nè, giết. Giết hộ. Giết hộ cái. Nãy giờ nó được gank không?
Mayumu luôn, trăm giáp rồi đó, Mayumu đi. Tranh thủ lắm, chơi là không có tiếc skill. Shut down. Lấy cái mẹ gì mà giết, làm như bố mày yếu lắm á, quay lại xỏ mày luôn bây giờ. Bà mẹ nó cam hoài ta, ganh vừa vừa ganh hoài luôn 4 lần rồi đấy. Ganh dữ thần chứ, ganh cái quần què ganh hoài. Mình hơn nó 1 level rồi. Rồi chết rồi. Gì vậy, gì vậy? Lát bị hoài vậy này, còn sớm mà sao lát dữ vậy. W luôn này sao dí. Mày hù ai vậy?
hù nhầm người rồi đấy. Đánh xỏ mày luôn chứ mày hù hả? Vậy thì chịu rồi. Còn acid không? Còn acid. Ôi tại sao mà ông này ông chạy? Ôi tại sao ông này ông chạy vậy? Nó chạy cái vòng quầy vậy. Rumble nó gánh hiệu quả ghê chứ. Giờ Z đánh sao lại mình. Nó rủ Rumble ra hoài. Nó cầm tướng Z là nó ăn kèo với to nó còn cam nữa. Tôi cho rừng ăn blue để rừng đi gan tốt mà mình đâu cần blue đâu. Hút cái bàn chậu luôn gần bàn. Hello anh cho em vua xem DC Steam hi hòm qua kêu danh Vega tăng không danh hi. Ai dịch hộ coi. Mày bơi lên đây. Mày bơi lên đây, anh đéo cần đồng hồ cát với mày luôn. Cái thứ Z quỷ bắp. Riêng chú. Cảm ơn bạn Nguyễn Đức Nam nha. Nãy cái bạn trước mình chưa có tap ra mình xem tên kịp, nó mất tiêu rồi. Bố mà lên thêm cái dây chuyền chữ thập nữa này, ngon mà giết. Đéo úp gậy luôn. Tí nữa úp. Hello chào em Di.
An enemy has been slain. Enemy killing spree. Your team has destroyed a turret. An ally. Shut down. Trời ơi, đánh đi. Mày biết ăn lên đồ gì không? 150 giáp đấy, mày đánh đi. Nhiều vậy. Ê, chưa chết. Mày giết đi. Mày rớt xuống ngựa nè. Tôi quay là tôi đánh. Ê, chết cha. Trâu mà cơ lơ. Trời ơi, tôi trâu vác cái đáy. Đó, giờ úp gậy. Thấy tôi trâu chưa? Lên đầu trí lắm. Farm cũng... farm cũng ổn. Đó, hơn Z 2 level, thằng Z được cam, tôi không được gank một lần luôn. Z là được auto cam nha. Quỷ Rumble nó gank 5-6 lần đấy. Ông nào vậy? Thanh niên là đúng cái tên FF Bly luôn. Sao em không tìm thấy FB anh Nhi cây cây? Mình cũng chẳng biết nữa. Làm tìm như nào mà không được. Nếu nó bật lên nó lủi thì mẹ bố ai mà chạy. Nó lủi. Ông qua quế ông bị đít. Sao hồi nãy ông bên team kia thì ông bá đạo như vậy, sao bên team này ông bị đít là sao? Số nó nhỏ vừa vừa thôi chứ. Đúng ngay combat bị đít. Mày giỡn này. Rồi ông bị đít nữa rồi. Quất nó. Quất nó, sợ đét gì quất nó. Quất nó luôn.
Quất nó luôn. Quất thằng này luôn. Quất thằng này luôn. Quất thằng này luôn. Quất thằng này luôn. Baron luôn. Rồi, 4 thằng hồi đầu mình vậy mà mình chưa chết là trâu lắm rồi bạn. Bốn thằng nó hội đồng mà mãi mình mới chết. Không trâu là cái gì? Mày chết cụ mày luôn đi đó. Bất biết bao nhiêu cái ulti mới giết tôi. Ba cái ulti luôn. Đó, ba cái ulti để giết được mình, quá nhiều tài nguyên. Mà thằng Z nó còn chết nữa, 1 đối 1, ba cái ulti, quá nhiều chiêu thức. Thua bà đi chứ còn cái gì nữa. Mất quá nhiều tài nguyên để giết tôi rồi. Thua. Đầu tư cho cố vô để nó có giết được mình. Giết được mình xong còn chết nữa.